Wallet Q có chất lượng âm thanh chuyên Wallet nghiệp. Q nha thầy. Wallet Q có chất lượng âm thanh chuyên nghiệp, giảm nhiệt phòng đã di chuyển với khoảng cách lên tới 400m mà vẫn nghe rõ thôi, luôn. 450 mét nha thầy. Wallet Q có chất lượng âm thanh chuyên nghiệp, giảm nhiệt phòng đã di chuyển với khoảng cách lên tới 450m mà vẫn nghe rõ ở môi trường có độ ồn cao. Xin chào mọi người, tôi là Vĩnh, rất vui gặp các bạn ở kênh Thầy Vĩnh Tria. Chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là máy Wireless Q. Đây là thiết bị chuyên dụng không dây để nhắc kịch bản qua tai nghe người dẫn chương trình, người thuyết trình, diễn viên, KOL, gọi chung là talent. Hệ thống bên cạnh tôi gồm một bộ chủ và ba bộ con cho phép nhắc cùng lúc 3 talent. Xu hướng digital marketing, sự kiện, bán hàng trực tuyến đòi hỏi tốc độ ra kịch bản nhanh và thay đổi tùy thuộc thời điểm tung chiến dịch siêu sale. Thì hệ thống này thực sự là một lá bùa để nhắc nhớ kịch bản, từ khóa, những từ phát âm dễ sai, hỗ trợ cho người dẫn chương trình, người thuyết trình, KOL bám sát kịch bản và cập nhật kịp thời, kịp xử lý các tình huống phát sinh ngoài kịch bản. Wireless Q nên được trang bị cho talent ngay trong lúc tập và rehearsal để ekip dặn dò nhiều chuyên môn khác như chỉnh lại trang phục, di chuyển đúng vị trí để được bố trí ánh sáng, góc máy quay, tóc. Wireless Q có chất lượng âm thanh chuyên nghiệp, giảm nhiễu, thoải mái di chuyển với khoảng cách lên tới 450m mà vẫn nghe rõ ở môi trường có độ ồn cao. Wireless Q chuyên dụng của hãng Clicom, dùng công nghệ Direct FM ở dải tần số 169 đến 216 MHz, anten bức xạ mạnh. Hãng đã test ở những khu vực có tới 1.700 tần số khác nhau mà hệ thống này không bị suy nhiễu. Cục con được thiết kế nhỏ gọn, còn được dự phòng hai dải băng tần F1 và F2. Dùng pin 9V nên đảm bảo chạy liên tục xuyên suốt chương trình mà không lo hết pin. Thêm nữa là nó có chế độ báo pin yếu, volume điều chỉnh âm lượng, đi kèm là tai nghe 3.5 ly. Tuy nhiên hệ thống có giá thành cao. Thực tế tôi được biết có nhiều ekip sử dụng bộ đàm, thiết bị thu phát FM mà các bạn có thể mua trực tiếp ngay trên các ứng dụng bán hàng trực tuyến với giá rất rẻ. Theo kinh nghiệm của tôi, khi thực chiến ở sân khấu sự kiện quan trọng thì sự cố xảy ra từ những chiếc máy nhắc này là không ít. Đã có trường hợp vở diễn đang diễn ra nửa chừng thì máy nhắc nhiễu sóng, thậm chí mất sóng, tai nghe thì lọt cả tiếng đài phát thanh hoặc tiếng của tổng đài taxi, làm cho người nhắc bất lực, diễn viên bối rối, thành ra chương trình gián đoạn và làm lệch đi kịch bản. Hy vọng rằng chủ đề này trên kênh Thầy Vĩnh TL đã giúp bạn cập nhật thêm thông tin phù hợp với nghề của bạn. Các bạn hãy chia sẻ góp ý nội dung chủ đề này ở phần bình luận. Thông qua đó, mình sẽ cập nhật và làm nhiều chủ đề phù hợp hơn. Bạn hãy bấm like và subscribe kênh Thầy Vĩnh TL để ủng hộ mình nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề sau.